chào mọi người. Mọi người có thấy đây là quà mới các chiều đỏ được không? Đây là cái khung thành Milo và một chiếc banh của Milo. Mọi người phải có 12 thẻ thì mọi người mới có thể đổi được cái khung thành và trái banh nha. Mọi người có nhớ ở tập trước các có một món quà gì đặc biệt không? Dạ, đó chính là túi đeo chéo hình trái banh của Milo. Ừ đúng rồi, cái túi đẹp lắm. Nếu như mà mọi người coi cái tập trước á, chắc chắn sẽ biết. Mà nếu ai không coi thì sẽ không biết. Nhưng mà không coi thì nhớ coi lại nha. Ủa ba, cái túi đâu? Túi đeo chéo hả? Ủa? Chết rồi, ba quên rồi. Xin lỗi mọi người chờ chút xíu để ba của Cát chạy về nhà lấy cho mọi người coi cái túi. Để con biến hình ra nha. Thiệt không, con biết biến luôn hả? Biến cái túi ra đây luôn hả? Ngầu vậy, đâu biến ba coi coi. Biết thật quinh, em chăng tích biến hình. Wow, kêu biến hình là nó biến hình ra đây luôn hả? Trời ơi, đó mọi người chưa có coi tập trước thì nhớ coi ở đây nha. Thấy chưa, cái túi đeo chéo đẹp lắm. Nhưng mà Cát biến hình cái túi mà nó không có nằm thiệt ở đây á, mọi người coi, mọi người không có cảm nhận được nó đâu. Để ba biến nguyên cái túi này ra đây luôn nha. Hãy nhìn đây, phép thuật Win Anchetit biến hình. Ba ơi, ba ơi. Trời ơi, Cát ba đây nè. Ba nè Cát. Cứu ba, help me, help me, cứu ba. Ủa sao ba trên đó vậy? Thì ai biết đâu, tự nhiên ba làm pháp giống con cái ba biến lên trọc cây ba ngồi luôn rồi nè. Trời ơi chán ghê, ba không biết biến hình mà ba biến chứ bây giờ ba ở trên cái cây đó luôn rồi đó. Cứu ba xuống đi, cao quá, nguy hiểm quá Cát. Mọi người ơi, có nên cứu ba Cát xuống không? Dù gì cũng là ba Cát nữa thôi, để ba tự xuống. Ủa gì kỳ vậy, dù gì đó, dù gì cũng ba Cát nên Cát phải cứu ba chứ. Ba cao mà ba xuống được mà. Thì con đọc cái câu thần chú của con đi. À vậy hả? Phép thuật Quỳnh An Trang Tích biến hình. Ây, chà, ui, trời ơi là trời. Ây da, ê, cái mông quá mọi người ơi. Ê thiệt, ngồi trên nó nghe tiếng chim hót quá trời luôn. Con làm gì lâu mà không cứu ba xuống vậy? Thì ba khỏe, ba cao, ba xuống được mà. Trời ơi, trên đó mà nhảy xuống một cái là què chân luôn á. Sao nãy các làm các biến được hay mà ba làm ba không biến được gì hết trơn vậy? Tại vì ba không biết biến á, thôi là sao ba không biết biến thì thôi ba đừng có biến nữa nha. Mai mốt mà ba biến tùm lum nữa, ba bay qua nước khác á, mà con biến hình lại không được là ba mất tiêu luôn á nha. Ừ đúng rồi, qua nước khác là bị mất đứa con luôn á. Nhưng mà thôi đi, bỏ qua cái chuyện quê đó đi. Làm cái chuyện này vui hơn, thú vị hơn nè. Hôm nay các và ba sẽ chơi một trò chơi liên quan đến cái khung thành và quả banh này. Từ cái món quà mà các vừa mới đổi được từ thẻ cạc game nhí của Milo nha mọi người. Trò chơi đó là gì? Mọi người hãy chờ xem. Sao mày ba ơi? Và đây bây giờ sẽ tới phần thi. Trời ơi hết hồn. Ủa cái này là cố tình hay là té thiệt vậy? Bây giờ các sẽ đá trước 5 trái bằng đôi giày patin này, đá thẳng vô cái khung thành. Nếu mà vô khung thành được bao nhiêu trái thì tính bấy nhiêu trái, ai nhiều hơn người đó sẽ thắng. Đồng ý không? Đồng ý. Bây giờ các sẽ là người thi trước. Đây, hãy nhắm thật kỹ vào khung thành, lấy đà sút vô. Sút hụt coi như là tính một lần. Bắt đầu. 1 lần không vào. Lần thứ 2, bắt đầu. Sau khi lần thứ nhất đã thua, bây giờ lần thứ hai các nhân vật phải có điểm. Yeah, 1-0 rồi, nhưng mà lần Cát đã vô chứ không phải mình nha các bạn. Yeah, có điểm rồi. Lần thứ nhất Cát hụt, lần thứ hai Cát đã có một điểm, bây giờ lần thứ ba bắt đầu. Bắt đầu, hãy động đi. Sao lần này bạn có nghĩ là bạn đá vô trái thứ hai không hay là vẫn một trái? Dạ con. Xin mời. Không vào. Như vậy là ba lần đá, cắt vô được mấy lần?
một lần. Các đoán ba sẽ đá vô được mấy lần? Con không biết. Không biết hả? Đúng rồi, làm sao mà biết được, tại vì mình chưa đá mà. Đi ra đây cho mình mượn giày. Ê, con thắng rồi đó nha. Chưa, con mới thi xong sao biết con thắng? Chưa có kết quả của con. Ấy lộn, chưa có kết quả của ba, sao con biết kết quả của con là thắng? Bây giờ tới ba mang giày vô, ba chắc chắn là ba sẽ đi được. Khoan ba, này giày của con ba không có vừa đâu. Không phải, ba mang lộn. Chiếc này là bên này, chiếc này mới bên này. Đó là lý do mà nó không vừa. Ba thấy ba bắt đầu giống trong phim cô bé lọ lem Cinderella đó nha. Là sao? Ba giống hai đứa em á, mà được hoàng tử cho thử giày để được cưới hoàng tử á. Cái ráng đeo vô cho vừa mà không có vừa gì trơn á, mà cũng ráng đeo vô nữa. Nhưng mà ba thấy ở trong phim á là người ta mang dừa, cho nên ở ngoài đời ba cũng ráng luôn cho nó dừa. Thôi, tép đôi giày của con. Con sợ hư đôi giày hay là con sợ hư cái chân của ba? Con sợ hư đôi giày. Trời ơi, sao không sợ hư chân của ba mà sợ hư đôi giày? Sợ cái gì, mọi mang vậy luôn đi cũng được á. Thôi, con có cách khác cho ba chơi, ba đừng có chơi gì nữa. Thôi, tự nhiên đang chơi rồi nữa. Ồ, cách gì? Thế nè, bây giờ ba sẽ bịt mắt, ba lùi lại 5 ô, không ba lùi. 5 bước hay 5 ô? 5 bước. 5 bước. 5 bước. Sau, ba sẽ xoay 3 vòng cho ba bị nhắc chóng mặt với lại mất phương hướng. Sau đó con sẽ điều khiển ba đi lên hay đi xuống. Đi qua trái hay qua phải, thì con kêu ba đá thì ba sẽ đá vô cái bàn. Nghe nó đơn giản quá ha, nghe thôi mà thấy xoay sao xoay vòng vòng, chim bay líu lo trên đầu luôn rồi. Nhưng mà không sao, vì đôi giày không vừa cho nên ba cố gắng sẽ vượt qua cái thử thách này mà các đưa ra. Trời ơi, chuẩn bị sẵn luôn. Trời ơi, cái này sợ người ta hí hay gì? Sợ người ta hí hay gì mà quất 4-5 lớp luôn à. 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp. Trời ơi, nhiều lớp quá vậy. Đủ chặt chưa? Rồi chưa? Dạ rồi. Rồi, khung thành đâu? Khoan, khung thành đâu? Cho cảm giác khung thành cái coi. Đây rồi, banh đâu? Banh. Đây. Đâu rồi, vị trí để với banh đâu? À, các mất phương hướng rồi mọi người ơi, đây. Rồi, luật chơi như thế nào, phổ biến lại. Luật chơi có phải là như vậy không nha? Từ chỗ với banh này, ba sẽ đi lùi lại 5 bước. Sau đó, ba sẽ tiến tới để đá với banh đúng không? Chứ sao nữa? Ba lùi 5 bước, xong rồi phải xoay vòng tròn 3 vòng. Wow, rồi bây giờ đúng 5 bước chưa? Giật dẫn nha. 1 2 3 4 5. Nhưng mà trước mặt ba có nhiều cây sắt nguy hiểm không con? Dạ không. Ok, an toàn nha. Chơi cái gì cũng phải an toàn nha mọi người. Rồi chuẩn bị chưa? Các đang đứng đâu? Các đứng ở đằng trước, các cổ vũ và điều khiển ba nha. Rồi chuẩn bị nha. 1 2 Chà. Ủa. Thôi đứng gần với banh ơi, không đi lại. Trước mặt phải không? Dạ. Gì cái vậy? Không à. Ủa? Hai lần nữa thôi á nha. Mọi người ơi, hay là lần này năn nỉ không cho quay 3 vòng đi, quay 3 vòng mất phương hướng quá. Lùi thôi. Không, 5 vòng không nổi đâu mọi người. 3 vòng. Rồi, lần này là cố gắng xoay 3 vòng đúng nha. Chưa. Cố gắng lần này mình không xê dịch khỏi vị trí này. 1 2 3 Cố gắng nha, cố gắng không di chuyển ra khỏi vị trí này nha. Cố lên ba, đi thẳng. Đừng. Đừng có đi lùi. Cố lên ba, đi thẳng. Rồi đá.
sự là khó. Có mém vào không các? Hồi nãy ba đá chung cái cột đó mà nó giật ra ngoài. Trời ơi, vậy là quả banh của ba chạm cục dọc. Ây da, xui quá. Ấy ơi, đá cho mình chế banh. Lần này quyết tâm phải ghi một trái để ráng bằng cát mới được, chứ không vô trái nào là thua chắc luôn. Rồi, cuối xuống thôi. Ai? Hả? À, có thấy con mắt ba nha. Đâu có, tại vì nó ngợp thở quá đó. Đúng rồi, vậy luôn đi. Rồi. Đi thẳng mà sao chưa? Đá. Chứng tỏ là không thấy thiệt. Công nhận mọi người ơi, cái thử thách các đưa ra mình tưởng tượng nó rất là đơn giản nhưng mà chơi rất là khó. Nhưng mà mệt nhưng mà vui nha các. Ba thích trò này rồi. Lần sau ba sẽ cố gắng ba phục thù với các. Mọi người thấy trò này vui không? Nếu mà vui thì hãy rủ ba mẹ anh chị em của mình chơi cái trò này nha. Mà nếu muốn có cái này để chơi thì phải làm sao? Siêu tầm thẻ cạc game của Milo nha. Phải 12 thẻ mới siêu tầm được đó. Khoan, đợi xíu. Cái câu pháp thuật tên là gì Quỳnh ơi? Phép thuật Quỳnh. Phép thuật. Ba đừng biến thành lân nữa hả? Thôi, ba để tay nè. Các làm câu thần chú đi. Biến ra đây. Khi mất công ba đi là ba biến mất tiêu nữa. Ok. Phép thuật Quỳnh. Em trang tích biến hình. Trời ơi, thật là lợi hại. Ủa mà sao biến qua biến lại nó mất mấy thẻ rồi? Chết rồi. Trời ơi, biến cũng có sự thất thoát nữa. Không sao, đừng buồn. Ba sẽ giúp các sưu tập lại nhiều thẻ để có được quà. Và ba đang biết các đang cần sưu tập một cái thẻ. Thẻ đó là thẻ gì mọi người biết không? 12 thẻ chức năng, 12 thẻ thể thao và 12 thẻ đặc biệt. Nhưng mà chưa có thẻ đặc biệt nào hết trơn. Trên đời này đâu phải cái gì muốn là có đâu mọi người. Nhưng mà ba cũng chưa có mà. Vậy thì chúng ta phải sưu tầm thôi. Thẻ Milo chí.